Tình trạng mơ bước hụt hay ngã từ trên cao xuống là hiện tượng thường gặp của rất nhiều người, nhưng đa số đều không biết rõ nguyên nhân. Nếu thỉnh thoảng bạn mới gặp phải hiện tượng này thì được xem là bình thường, nhưng nếu cứ bị co giật nhiều lần và tần suất lại lặp lại nhiều thì đó có thể là do vấn đề sức khỏe, chẳng hạn như do bạn quá mệt mỏi. Áp lực công việc quá cao sẽ khiến tinh thần bạn căng thẳng nên dễ gây ra hiện tượng co giật khi mơ. Thiếu canxi. Canxi trong máu quá thấp cũng có thể là nguyên nhân khiến thần kinh và cơ bắp hưng phấn thái quá, dẫn đến chứng co giật khi mơ. Gan hoặc thận yếu. Gan và thận yếu, khí huyết không đủ cũng có thể khiến các cơ co giật với tần suất khá nhiều nhưng không quá mạnh. Ngoài ra, chứng co giật khi mơ này có thể là triệu chứng biểu hiện của những bệnh lý về não như thoái hóa não, viêm não, tổn thương não do di chứng của chấn thương. Nếu xuất hiện hiện tượng co giật kèm theo biểu hiện chóng mặt, đau đầu, bạn cần tới bệnh viện chụp CT não hoặc MRI để kiểm tra.